Dạ, vô chào cả nhà. Hôm nay Vũ lại cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện họ Đạo Cao Đài, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ của gia đình tên Phan Văn Nhân, 49 tuổi, tại ấp Phước Hòa, Tân Phước, Tiền Giang nha cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của anh về nơi nghỉ cuối cùng nha. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và mấy em xin lượt đăng ký, lượt chia sẻ và lời cầu nguyện để hương linh của anh được siêu thoát về nơi cực lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.
mà xem, bạn đang phải trả 179.000 đồng mỗi tháng cho một ứng dụng phát trực tuyến và 59.000 đồng mỗi tháng cho một ứng dụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tổng ơi, chưa?